xin chào quý khách đã trở lại kênh Nói Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Bên em là cửa hàng Thành Hợp ở Cần Thơ nha mấy anh nha. Máy hôm nay em lên là lô 13 cây. Có Tanaka dịch sao tung gòi nè, ít tin nè, ít tin 2cc nè. Dòng này là dòng bếp. Này là cơm Mitsu, Makita tung gòi, Robin Cup ra hai chế độ luôn ha, vừa bóp vừa giữ luôn. Mitsu tên là 20, Ruby TBE ra bóp. Hai cây Maru song sinh ra bóp màu đỏ hết, cực kỳ đẹp. Kyujit tung gòi, Iseki dòng cơm Mitsu. Và cây cuối cùng là một cây Hitachi bình xăng trên, tum lớn, bố lớn, giá mềm, triệu chín. Đó, máy bên em là hôm nay giá dao động là từ 1.3 triệu, 1.250 triệu, 1.3 triệu, 1.4 triệu. Rồi, cho đến 1.5 triệu, 1.6 triệu, cho đến 1.9 triệu nha. Và máy bên em mua là em không có lấy cọc, em bao ship tới nhà nha mấy anh. Tới chỗ, ví dụ máy này 1.6 triệu rồi, tới chỗ thanh toán đúng 1.6 triệu thôi, không cần phải thanh toán gì thêm. Và thêm 6 món phụ tùng đi kèm cho mình luôn nha. Về chỉ việc là đổ xăng pha nhớt vô thì sử dụng thôi. Đây, số điện thoại để mua hàng bên em đây 0913136620 nha. Zalo là Nhanh Mai ha. Số này có Zalo luôn, mình nick Zalo tên Nhanh Mai. Ship hàng toàn quốc, được xem hàng, khởi động máy, gắn lưỡi vô, thử máy cắt cỏ đứt xong mình hãy nhận ha. Đúng máy đúng hàng thì nhận, không đúng máy đúng hàng có quyền điện lại cho em hoặc là alo cho em, đặng em giải quyết đơn nhanh nhất nha mấy anh. Và mua hàng bên em là đặt hàng là trong vòng 7 ngày mình sẽ nhận được hàng ha. Nếu trong thời gian 7 ngày mà không nhận được hàng thì phải điện cho em để em coi xem đơn nó tới đâu rồi, hay bị dịch thì mình bị kẹt ở đâu đó. Đây, nhớt bên em bán có bán nhớt nè. Một chai như thế này là 1 lít và 100 ngàn một chai nha mấy anh. 20, 40, 60, 80 nó có mil luôn cho mình đo. 1 lít xăng đo giùm em 40cc nhớt như thế này ha. Tại mà khi mình đổ qua gì là lên là nó phải đo được luôn. Đó, mấy anh mua theo máy em bao ship cho mình ha. Mua theo thì về chứ việc chuẩn bị xăng thì thử máy thôi, dễ dàng. Rồi, cái này thì cái gom cỏ nha. Gom cỏ hay còn gọi là gom lúa đó. Cái này 100 ngàn một cái ha. Mình gắn ở dưới gần sát cái đầu bò dưới đó, đó. Xong rồi mình cắt cỏ tới đâu cỏ cao thì nó gom qua bên tới đó, nó tiện lợi cho mình. 100 ngàn một cái luôn. Hay đi theo máy em bao ship cho mình luôn ha. Mấy anh xem kênh đó, mấy anh cho em xin nút đăng ký kênh nha mấy anh ơi. Kèm nút like hay là nút thích đó. Khi mà mình đăng ký kênh rồi em like nó sẽ nổi lên cái kênh của mình, cái trang của em nó sẽ hiện cái kênh của mình á, thì mình sẽ chọn được những cái máy phù hợp. Ví dụ như mình đang chiếc máy công suất vừa, có ga bóp hay là sao đó thì mình lên đó mình chọn ha, mình không cần hỏi em nha. Bây giờ mấy anh lên đây mấy anh coi cái máy nào nó phù hợp với mình về túi tiền, về công suất thì mình sử dụng nha. Còn mà không dành về máy thì cứ điện cho em tư vấn cho mình, mua không mua thì thôi không sao hết, tư vấn cho mình một cách nhiệt tình luôn đó. Rồi để tới chỗ rồi cho em máy nhỏ. Và nhiều khi không nhận hàng nữa cũng tội nghiệp em ha. Mà nếu mà mình lỡ rồi mà mình không ưng thì mấy anh chịu phí cho em 100 ngàn quay đầu về nha. Không nói gì hết. Có gì cứ alo shop, shop giải quyết cho mình ha. Không ai mà la mấy anh gì đâu. Chứ mấy anh đừng có đưa tiền cho shipper nha. Nhiều khi shipper họ cũng không có đưa tiền cho shop đâu. Đó, cứ vậy nói, em ơi, kêu cái máy ra anh không vừa bụng, anh chịu tiền phí cho em quay máy về. Vậy là rồi, rất là đơn giản ha. Rồi, em vô cái cây dít 1 là một cây Tanaka dừa sao mà hình khoảng 20cc. Cây này 30 ly nha mấy anh. Rồi em sẽ test cái máy này ha. Bình xăng lớn gắn tư luôn ha. Màu đen khói đỏ nha. Chụp giật phía sau ha. Tum gời tum nhôm cho mình luôn. Tay cầm ra giữ ha, đầu bò zin. Cái này 30 ly ha, em ghi nhầm, 1.250.000 nha. Công tắc nằm ở đây ha, nổ rất là giòn nha mấy anh. Tem tiết còn luôn nè. Có cái chân trống ở dưới bình xăng lớn mình không chạm đất ha. Thì 1.250.000 là em bao ship tới nhà cho mình, rồi thêm 6 món phụ tùng đi kèm ha. Nó là dễ như vậy. Mấy anh thì xem hàng thì cứ xem đi, chứ chừng nào em cho đi em sẽ làm hoàn chỉnh hết em mới cho đi nha mấy anh, an tâm ha. 20cc nha, xài cho gia đình cực kỳ là tiết kiệm xăng luôn ha. Bình xăng con là bình xăng zin con pro luôn, đeo đỏ tự động nha mấy anh. Mình lên ga là nó sẽ nhảy cái đồ mở leo cho mình nha. Đó, thấy không? Máy này nó rất là tiết kiệm xăng mà nó gọn, mà giá thì nó rẻ, dễ xài nha. Rồi em sang Z2, một cây Austin 22cc 32 ly nha. Cái này thì máy nó zin hết, zin bình xăng con là em lên bình xăng mới nha. Giật lên ga một hơi một cái nó lớn xong rồi để ga xi. Rồi.
cái guarantee cho khách người ta nghe người ta chọn. Nó bị gãy đây xíu thôi mà. Máy này cái ưu điểm là nó gọn, rất là gọn ha, nó gọn nó nhẹ nó. Khách chuộng ở chỗ là mua cho mấy bác và sử dụng á thì rất là thích ha. Tôm lèn, tôm nhựa nha. Cái này là vết 2-3-2 ly có 1 triệu qua thôi. Hai tay cầm. Rồi chắc có zin đầu rồi zin theo máy luôn ha. Đó, một cái máy như thế này mà bên em làm hoàn chỉnh, đổ xăng phân nhớt bây giờ sử dụng giá 1 triệu qua là dư lắm rẻ nha em nha. Đó, mình coi mình ưng được cái gì thì mình chốt cái đấy ha. Cái này thì phiên bản của nước sản xuất tại Nhật nha. Đó. Máy này là rất là gọn mà xài rất là phù hợp với gia đình mà mình xài gia đình đó, là số lượng ít đó. Đó, giá 2 triệu qua. Rồi em sang giúp ba. Trời ơi, thời buổi dịch bệnh này mà ngồi ở nhà bấm điện thoại về cho địa chỉ cái xếp hàng tới nhà là quá đỉnh rồi. Rip 23cc 32 ly ha, cái này có 1 triệu 3. Rồi dịch đi. Này, buôn đi đứng ha. Cái này thì em lên chế mới chứ hai kia mà tâm liền tâm nhựa nha mấy anh. Hai tay cầm rồi chắc có ghim là bộ ghim ga với công tắc trên di động hết luôn cho mình ha, nó tiện lắm luôn. Rồi mình lên ga đây rồi mình tắt máy đây, đây mặt sau của nó nè, tâm liền tâm nhựa cho nên tua nó chạy nhanh thế mấy anh. Đó, Z3 32 ly 23cc 1 triệu 3 ha. Đó, em sang Z4 Kuta, xài động cơ có một cơ Mitsu ha, áo nhựa nha, 20cc ha. Máy này cũng xài cho gia đình luôn nha, chế mới. Ủa, chế zin, em xin lỗi, chế zin One Pro nha mấy anh. Rồi tôm liền và tôm nhựa ha. Đây nó có hai cái cánh giống như con bướm, gọi là cánh bướm đó. Z4 30 ly 1 triệu 4. Cái này nó có miếng xốp nè ha, miếng xốp này mình gửi cắn bên hông nó không có bị đau. Hai tay cầm ha, ga với công tắc trên ghi đồng đầu bò zin nha. Đó, máy này nó gọn chạy cực kỳ khỏe nha mấy anh. Và bây giờ giật đi. Cưng lấy cây này thấy ở ngoài đi, chị vô chuyên dụng cũng được. Cưng lấy cây này thấy ở ngoài đi. Đó mấy anh nghe không, nổ giòn, ấm mà chạy thì nó lại giãn ha. Thì dòng cơ máy xung này là em bao cho mình sử dụng luôn các bạn, rất là khỏe và tiết kiệm xăng ha. Đó, 1 triệu 4. Rồi em sang Z5 là một cây này là dòng cái chụp giật là Makita mà nó là dòng Echo nha các bạn, 22cc 32 ly bình xăng lớn nè, zin mà rất là đẹp ha. Cái này thì em lên chế mới chứ hai kim mà nha, chứ chế zin của nó không có xài được, mà những cái dòng áo sắt này đời đầu con nhựa khai bê tông như vậy lắm nha các bạn. Cái mẫu nó thì trước nào nó cũng bị hở nhỉ, thì nó duyên bằng mấy mẫu kia nhưng mà bù lại cho khỏe. Công tắc công rời ha, công rời bằng sắt ha, Makita nè ha. Z5 32 ly có 1 triệu rưỡi à. Hai tay cầm đầu bộ ghim trắng cỏ ghim, lâu lâu mới được một cái máy nó màu đỏ như thế này nha mấy anh, chứ phần lớn là nó màu cam thôi. Rồi bây giờ mình giật đi. Rất là giản ha, Z5 1 triệu rưỡi nha. Đó, mấy anh nào thấy cảm thấy mình phù hợp với gia đình mình xài thì mình chốt cây này, chứ cây này em thấy cũng ngon lắm rồi nha. Rồi em sang một cây Makita cấp. Chắc chồng lên nó hoài ơi, chắc chị hết đường đi luôn hoài. Cây này thì nó 20cc 30 ly ha, bình xăng lớn zin mà nó đẹp mấy anh ơi, máy này rất là đẹp ha. Nói chung nó chỉ thiếu có cái thùng thôi. Đó, mấy anh nào thích máy đẹp thì mình lấy cây này, đây có dập lóc 20 luôn ha, chế zin One Pro nha, tôm liền tôm nhựa ha, cái tay em còn luôn nè, công tắc nè, Makita luôn ha. Z6 30 ly 1 triệu rưỡi, hai tay cầm, ga hai chế độ nha, đây ga bóp nè ha, không thích bóp thì mình giữ đó, buộc cái này lại là thành ga giữ nha. Đầu bò ghim chắc có ghim, máy này rất là đẹp nha mấy anh. Trời ơi, có cái chân cái chân ôm mình xăng lớn rồi mấy anh ơi, quá trời sượng sò luôn. Rồi bây giờ giật cái máy này đi.
xài cho gia đình, rồi mua cho mấy bác lớn tuổi hay chị em phụ nữ rồi đó, tại vì nó tiết kiệm xăng mà nó giật rất là nhẹ nha, dễ sử dụng lắm, rất là gọn, mẫu mã nào đẹp rồi chấm chốt đơn đó. Áp viên là bò viên hết cho mình luôn ha. Rồi Maru Yanma xài động cơ của Mitsui Tân Lạc 20 nha, 20cc 30 ly ha, chế thì một kim quanh bà rồi nha mấy anh, lóc dập da van nhập ở ngoài nè ha, cái chế zin mà nó đẹp chắc tư luôn ha, tâm thì tâm gầy ha, công tắc nằm đây, ga thì trên lắp một tay cầm chắn cỏ zin đầu bò zin, cái này là lắp zin theo máy nha mấy anh. À, sẵn em nói luôn là mấy anh nào mà cắt vườn hay là cắt cỏ trong vườn rồi còn chồng khích với nhau thì mình để một tay cầm là mình xài, còn mà mình không muốn để một tay cầm thì mấy anh nói em lên hai tay cầm miễn phí cho mình nha, ha, cứ việc chốt máy đi, còn có cái gì nữa thì yêu cầu shop, shop làm được trong tầm tay thì shop sẽ làm. Rồi bây giờ giật cái máy đi Hoàng. Chạy giãn ha, mà nó rất là tiết kiệm xăng nha mấy anh, mà cái mẫu nó lại gọn nữa đó, anh nào mà cảm thấy xài gia đình phù hợp thì chốt cái này giùm em, chép 7 1,5 triệu. Rồi em sang Z8 Ryobi hay mấy anh mình hay gọi là TBE đó, xanh lá khối đen nha, chiếc zin quanh rồ một kim. Rồi bây giờ em sẽ test cái này cho mình nghe nha. Zin Japan nha mấy anh. Đó, ha, an tâm rồi ha. Tôm liền tôm nhựa nha. Sau lưng rất là đẹp nha. Đó, mặt sau đẹp lắm. Rồi hai tay cầm ga bóp, công tắc trên ghi đông luôn cho mình. Quá xịn sò, chắn cỏ zin đầu bò zin theo máy ha. Đây có cái đế bằng nhựa mình xăng lớn mình luôn nè nha mấy anh. Z8 35 ly 2,1 triệu ha. 35 ly 2,1 triệu đó, màu xanh này mấy anh cảm thấy mình đang kiếm cái này thì cái này thì chốt giúp cho em, cái chụp giật nó có trợ lực nhẹ nha mấy anh ha. Rồi em sang Z9 Z10 rồi test hai cây này đi, test đi hoài hai cây này luôn, hai cây này nó giống nhau nha, em sẽ giật hai cây này một lượt cho mấy anh coi. Yanma nha mấy anh nhìn thấy nó sáng so sáng tối từng con ốc luôn á, áo đỏ trời ơi, nhìn mẫu đẹp mấy anh ơi, phải nói cái này lên là khách chốt liền không hôm vậy mấy cây nữa đó, giờ hàng đặt là nó dễ cái này nhiều nè, tem còn tung liền tung nhựa rất là trắng sáng và đẹp ha, công tắc ra bóp ha, trắng cỏ ghi là bò ghi, nói chung là hai cây này nó hầu như là nó giống nhau hết trơn luôn đó ha, ra bóp để so sánh cho mấy anh coi nè, ốc nè zin luôn nha, xăng lớn rất là đẹp. Hai cây này nó đều xài là chế bình xăng con zin hoặc pro hết ha, mà thằng này thì cái le nó thì bật lên bật xuống, bên đây thì le đỏ tự động nha mấy anh đó, rồi rớt luôn rồi, để em đem lại cho đó ha, lóc dập mát in Japan cho mình nha, đây nằm ở trong đây ha, đẩy cái này vô rồi sẽ thấy bên đây nó cũng y chang với nhau luôn nha mấy anh ha, lóc mát in Japan, hai cổng cung của mình mà xăng lớn còn luôn nè đó, ốc ở dưới mình nó trắng tư luôn ha. Đó Z9 32 ly 1,8 triệu, Z10 32 ly 1,8 triệu, đồ bò zin hết. Rồi em sang Z11 Kiêu Z 253 bình xăng trên, giờ em cho mấy anh dùng Tây Nguyên thích những loại này, cỏ cứng rồi đó ha,
11, 32 ly 1,5 triệu nha. Ha. Cái bình xăng con thì bình xăng trái nổi nha mấy anh. Đó, bật qua bật lại giùm cho em. Tum này tum gòi bằng sắt ha. 1,5 triệu nha. Lắp này thì vậy là lắp này lắp cứng thôi mấy anh ơi. Cái đầu bò nó có chén ốc ngược nha, hạn chế sắn cỏ luôn ha. Sắn cỏ thì zin theo máy luôn. Đây. 253 1,5 triệu nha. Rồi. Sang Z12 Xenon Komatsu. Máy nổ giòn ha. Báo giá nhiệt mình nữa nè. Z12 34 ly 26cc có 1,6 triệu thôi nha mấy anh. Đó, tôm mừng nhôm tôm liền luôn ha, tranh thủ chốt nha. Chắn cỏ ghim là bò ghim, ga bóp công tắc trên ghi đông luôn. Ga bóp chin nha. Đó. Mình xăng con thì le đỏ tự động luôn nè, quanh pro luôn. Nói chung máy này là ưu việt hết ha. Chỉ mỗi tội là cái áo nó không có được sáng thôi. Đó, nhưng mà em bao cho mình xài về chất lượng ha, lẫn cái giá cả luôn. Đó, máy thì bao zin từ trên xuống dưới luôn ha. Từ A tới Z luôn. Đó mấy anh không quan trọng vấn đề thì lấy cái này giùm em. Đây lóc dập cho nên cho mấy xu luôn nha. Ha. Đó, xịn sò chưa, chỉ 1,6 triệu thôi. Về bao cho mình xài sử dụng luôn ha. Nếu mà không đánh giá vậy bên ngoài đánh giá chất lượng thì lấy cái này giùm em. Rồi cái cuối cùng. Khi ta chi mình sang trên. Giật đi. Máy mà bình xăng trên mà xăng xuống trực tiếp chỗ này là chạy dữ lắm, khỏe nha mấy anh. Bình xăng nhỏ là bình xăng trái nổi ha. Đó. Những anh nào mà chốt máy vào bình xăng trên thì nhớ chú ý giùm em, khi chơi đi là em sẽ phá van xăng như thế này ha. Để cho nó đừng có bị ảnh hưởng tới bình xăng lớn thì máy nó sẽ nhạy nổ. Khi mà hàng tới thì mấy anh mở cái van như thế này giùm cho em để cho máy nó xua xăng nó xuống bình xăng nó khởi động nha. 33cc về công suất, nòng 37 ly ha mấy anh. Đó. Này về dùng Tây Nguyên làm dâu rất là thích luôn. Đó, tôm gòi tôm lớn, bốn lớn nha, hai tay còn. Còn đầu ghiên 1,9 triệu nha. Z13 37 ly 1,9 triệu. Đó, nhìn nó thì lỏng lỏng, trong lỏng trong liễu ha. Nhưng mà bù lại chạy khỏe ha mấy anh. Là giáo sắc nè. Đó. Rồi. Em xong rồi nha. Xin chào và hẹn gặp lại mấy anh.